Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì trên cái con đường lắp ráp những cái hệ năng lượng mặt trời bổ rẻ cho anh em. Thì mọi người hay hỏi mình cái câu rất là cũ rồi, nhưng mà nó cứ hỏi hoài. Mình cứ nghe câu hỏi đó của anh em hoài. Thì bây giờ mình làm một cái video nữa để giải đáp cái câu hỏi đó ha. Thì anh em hỏi mình cái này nè. Mọi người mới ngày hôm qua có người rồi gọi điện hỏi nữa nè, con xua 200 ngàn này xài có được hay không đó. Thì đây là câu hỏi mà em nghe biết có nhiều người hỏi. Thì mọi người thấy 200 ngàn cứ nghĩ nó là một cái món đồ gì đó không biết có xài được không, nó giống như là đồ chơi của mấy đứa nhỏ đấy, rất là nghi ngờ luôn. Thì bữa nay em làm một cái video em nhắc lại về vấn đề con xua này. Thì trước đây con xua này có người bán tới 350 400 ngàn nha. Còn em thì hôm nay em bán mọi người có nhiêu, có 200 ngàn thôi. Thì anh em mua riêng mình nó thì 230 ngàn cộng phí ship á, cộng thêm phí ship 30 ngàn thành 230. Còn anh em mua những phụ kiện khác thì em tính anh em có 200 ngàn thôi. Thì ngày hôm qua có chú kia chú hỏi là chú có tấm pin đâu 200W với con này sạc vô cái bình, mấy cái bình xe Honda anh em, bình mà trên chiếc xe Honda đó, thì chú thấy là xài sao mau hết quá đi. Vậy con này sạc có đầy bình hay không, sạc có đầy bình không mà sao nó mau hết vậy? Thì câu trả lời của mình đó là phải coi lại mấy cái bình đó, với lại ban ngày mình có xài nhiều không. Nếu ban ngày mình đã xài nhiều quá rồi đó thì cái tấm pin nó không có cung cấp đủ, vậy là cái bình của chúng ta đang bị cạn. Đang bị cạn như vậy thì ban đêm nó sẽ không nuôi được nhiều tải nữa, phải không nè? Đó, và mình là người sử dụng, mình là sẽ biết cái vấn đề đó, chứ em đâu có biết. Em ở xa em đâu có biết anh em là đang ban ngày xài nhiều hay xài ít, có dư điện để nạp vào bình hay không, và cái bình của anh em có tốt hay không. Còn riêng về con sạc Sure này á thì em bán quá trời nhiều rồi, và anh em gần xa trên cả nước xài cũng rất là nhiều rồi, nó có nạp được bình hay không, nó có xài ổn định không. Thì như anh em xài là anh em biết rồi, nó rất là rẻ. Nó là con sạc BBKM, thì BBKM thì không có thể nào ngon lành như con MPPT được, nhưng mà trong dòng BBKM thì nó đã ok rồi ha. Em không có phủ nhận là trên thị trường còn nhiều con BBKM khác xịn hơn con này rất nhiều, nhưng mà giá nó cao ha. Ví dụ như những cái con 50A, 60A rồi kia đó, người ta có thể bán 700 800 ngàn đó, thì giá nó cao. Còn con này em canh cho anh em xài những hệ nhỏ 30A đó, và con này hiện tại đang là rất là rẻ luôn, có 200k cộng phí ship 30k. Thì em bán cho anh em con này em lời 1 2 ly cà phê thôi, chứ không có gì, không có cái gì hết trơn. Chủ yếu là em không phải bán con này mọi người, em bán kèm thôi. Chủ yếu là em bán những tấm pin đó và những con kích đó, hai cái mặt hàng đó em bán, em có thể lời cho một ít. Còn như con này là em bán là quê em cũng bán nữa đó. Chủ yếu là anh em có đồ để ghép với tấm pin là ok rồi. Thì em nhắc lại ha, hiện tại bây giờ chúng ta có thể làm này, nó hơi lỏng, nó hơi kêu tẹt tẹt, hơi lỏng nè đó. Thì bây giờ chúng ta đang lắp nè, hai tấm pin, mỗi tấm 20V, hai tấm là 40V, mà em lắp nối tiếp như thế này thì chắc chắn con Sure nó sẽ chạy hệ 24. Còn anh em lắp song song hai tấm này thì nó sẽ chạy hệ 12 đó. Nó vấn đề đó nó tự động nha, mình lắp song song là hệ 12, lắp nối tiếp là hệ 24, và đưa vô cái hệ, cái bình hệ 24 này, và đưa vô con kích. Con kích thì anh em có thể chọn một trong những con kích ở trên kênh em đang bán, 1.600, 2.600, 3.500, 5.000. Kích của em là kích nội địa Trung Quốc, anh em xài không có đúng với công suất thực của nó nha. Ví dụ như con 1.600 này mọi người xài 1.500 trở lại thôi. Con này em đang bán 1.700.000 bao ship nè, anh em xài 1.500 trở lại thôi nha. Đó thì nó sẽ bền bỉ lâu dài. Chứ còn anh em đưa tới 2.000, 2.000 mấy thì em không có hứa, tại vì cái đó là quá công suất của nó, quá cái công suất thực của nó ha. Cái công suất 2.600 này anh em trừ hao lại nha, công suất thực của nó là 1.500 trở lại thôi. Đó, anh em đừng có xài quá công suất thực của nó, sẽ gây nguy hiểm cho kích. Thì như anh em thấy là con Sure nè, nó đang nuôi tải nè, một cái quạt ha, hai cái quạt thoải mái với hai tấm pin đó. Em cho nó chạy nãy giờ mấy tiếng đồng hồ đó, vô tư. Và bây giờ coi nó hoạt động như thế nào nha mọi người. Động thế nào? Đầu tiên nó báo đây là 24,6V. 24,6V đang là điện áp của ắc quy nè mọi người. Điện áp của ắc quy 24,6V. Chúng ta có thể đo nó y gan luôn. Đây, anh em có thể đo. Ơi, một tay khó đo quá nha anh em. Bây giờ cầm ở đâu để cho dễ đây. Đây đây, cầm ở đây đi. Cầm ở đây nha. Rồi, 24 nè. 24 nè, 24,7V nè anh em. Ở đồng hồ của em nè, nói chung là con số ở trên đồng hồ này và con số ở đây là giống nhau. Ở 24,6V là cái vôn của ắc quy hiện tại.
Rồi nhiều người không hiểu cái 24,6V này là cái gì. Đó 24,6V. Rồi anh em lấy 24,6V này, anh em nhân cho con số ở đây là 2,7A. 2,7A là 2,7 mà nhân cho 24,6 thì đâu đó khoảng 60 mấy watt. Đó. Hiện tại bây giờ trời không có nắng. Đó, nói không nắng cái nhiều anh em vô cà khịa em quay phim lựa lúc không nắng không. Đó, trời của Châu Thành Long An nè mọi người. Đó, bầu trời lúc 10 giờ rưỡi sáng nè. Anh em thấy nè. Đó. Em lấy đâu ra nắng để quay cho mọi người xem, phải không? Đó, mà em thì không phải bữa nào cũng rảnh để quay phim nữa. Đó, bây giờ nắng tới rồi. Nắng sắp tới rồi mọi người, đang có vàng vàng nắng tới rồi. Đó, thì bây giờ ampe chắc chắn nó lên. Nắng này ít thôi nhưng mà vẫn có. Ampe giờ lên 8 phẩy mấy nè, 9 phẩy mấy ampe nè. 10 ampe luôn nè. 9,5, 9,6 nè. Thấy không? Chỉ cần nắng vàng vàng lên chút xíu vậy thôi là nó sẽ tăng ampe lên ngay. Và 10 ampe nó lên được 10 ampe lý do là vậy nè. Tại hồi nãy trong khi mà nó bớt nắng á thì hai cái quạt này của em nó hút cái ắc quy này xuống. Bây giờ có nắng một cái là nó sẽ vô nhiều. Chứ thực chất hai quạt này đâu có hút 10 ampe. Hai quạt này hút chừng 4 ampe là đủ cho nó rồi, nhưng mà cái ắc quy đang cạn cho nên nó vô tới 10 ampe là vậy đó. Đó, nó bù qua bù lại, ắc quy của chúng ta đóng vai trò là một cái cục ổn áp ha, một cục ổn áp. Đó, anh em hay hỏi mình là ắc quy như thế nào để xài đủ, ắc quy như thế nào xài thiếu, thì câu hỏi đó là mình không trả lời nổi. Lý do là tại vì mọi người xài mọi người biết chứ em đâu có biết. Anh em xài ban ngày nhiều hay ban đêm nhiều hay là tấm pin anh em như thế nào là mọi người canh mọi người biết. Đó, chứ em làm sao em biết được anh em xài nhiều hay ít. Đó thì ắc quy giờ lên điện nè, lên 28V rồi. Đó, và em bấm cho mọi người xem nữa nè, sạc đang là 6,5A nè. Đó, và nó không ra tải ở đây, nó có cái cổng lót đầu ra nữa nha, cổng lót đầu ra. Thì ở đây rất tiếc là em không có cái vật dùng điện gì 24V để em chỉnh đầu ra cho mọi người xem. Cái đầu ra của nó hay lắm nha, nó có thể bật tắt tự động hoặc là bật tắt thủ công nha. Rồi em bấm nữa nè. Tiếp theo nữa là ampe đầu ra, tiếp theo nữa là tấm pin đang sạc cho ắc quy, tấm pin đang sạc cho ắc quy 28,4V. Tiếp theo nữa là điện đầu ra là 25,2V. Và khi mà ắc quy chúng ta xuống 21,4V thì đầu ra nó sẽ ngưng. Đó. Và chế độ đầu ra đang chỉnh 24 giờ. Nói chung là cái con này còn nhiều chế độ chỉnh B01 này kia nè, 16V, 10V rồi nè. Thì đó nó được thể hiện bằng một cái tấm hướng dẫn này. Tấm hướng dẫn kỹ thuật này. Đó, anh em thấy nó hướng dẫn rất là chi tiết các cái hạng mục bằng tiếng Anh nha. Anh em mà am hiểu tiếng Anh thì vô đọc. Đó, ở đây mình thấy nó ghi cũng rất là rõ nè, display chain nè, thấy không? Cái số 10 cái gì? Cái chỗ mà ắc quy mà chĩa ra cái bóng đèn này á, ắc quy mà chĩa bóng đèn này có nghĩa là gì? Thể hiện cái sạc, à không phải sạc mà là cái điện mà để cung cấp cho cái tải đầu ra. Đang là 1,2A. 1,2A này thấy không? Nếu mà hệ 12 thì đâu đó mười mấy watt, còn hệ 24 thì đâu đó là khoảng 30W. Đó, đang thể hiện là cái điện cung cấp cho tải đầu ra. Nó ghi nói chung mà tiếng Anh anh em ngồi anh em dịch thì nó cũng ra kết quả hết à, nhưng mà phải suy nghĩ nó hơi lâu thôi. Đó, tùy vào trình độ anh ngữ của anh em nữa. Đó thì giấy tờ đồ đi đủ, ở đây có tờ giấy nè, tờ giấy chứng nhận chất lượng, còn đây tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Rồi đi kèm có một cái miếng này, rồi có cái này, rồi cái bản thân nó là 200.000. Đó, anh em mua riêng là 230 nha. Đó, xài được ngon lành anh em. Sạc xua mà mọi người cứ hỏi em là xài được hay không. Có 200.000 giống đồ chơi quá vậy. Đó, bây giờ không lẽ em lấy cái sạc này em bán cho anh em 400.000 để anh em cảm thấy nó có giá trị, thấy không? Chứ thấy 200.000 anh em tưởng đâu nó không có giá trị. Thì cái hệ này anh em chơi nè. Chúng ta chơi nè là cái hai cái tấm này là 2720. Với cái sạc đó nữa là gần 3 triệu. Với con kích mọi người chọn nữa là bao nhiêu? Là gần đâu đó là 3 triệu mấy, thấy không? Tùy vào chọn kích kiểu gì nữa. Nếu mà lấy kích 5.000 thì cũng 4 triệu mấy. Đó, tùy vào anh em chơi. Còn cái ắc quy này thì người ta mua ở tại quê nhà của chúng ta. Mình không có bán ắc quy nha, chủ trương của mình là không có bán ắc quy. Mình có bán giùm anh kia cái pin lithium thôi chứ còn ắc quy là mình không có bán. Tại vì ắc quy mua ở đâu chả có, bán làm gì. Đó. Còn cái vấn đề mà mua bình Yamato hay là mấy cái bình gel này kia đó thì nó là những cái hạng mục rất là đặc biệt. Cái đó thì tương lai không biết như thế nào, nhưng mà bây giờ thì mình chưa có nghĩ tới bán mấy cái đó. Em thấy cái mấy cái bình gel nó nặng quá trời nặng. Nó nặng 3 mấy 4 mấy ký, bán cái đó căng lắm mọi người. Khi vận chuyển shipper lỡ nó quăng cái hư cái bình của chúng ta cái là chết luôn. Đó là rất là thất thoát luôn. Đó thì như mọi người thấy là một cái hệ năng lượng
Đó, anh em mà đang hỏi em bữa giờ đó, hệ nào ngon bộ rẻ đó, tầm 2 3 triệu, 3 4 triệu đem về cho anh chơi. Đó thì bây giờ chơi đi mọi người ha. Chơi đi chứ còn đợi gì nữa. Đó bây giờ thì em sẽ có thể là em sẽ làm cái đầu ra này để em cho mọi người xem. Hôm bữa có anh nói test đầu ra gì đó. Thì khi cái đầu ra này á đó, anh em ở chỉnh ở cái chế độ 24 giờ. 24 giờ có nghĩa là ban đêm là đèn của chúng ta gắn vô cái đầu ra này là ban đêm là đèn tự cháy, ban ngày là đèn tự tắt. Còn anh em thì chỉnh chế độ là 12 giờ thì hình như là anh em bật thủ công rồi. Bật thủ công có nghĩa là muốn bật đèn thì nhấn nút này cái nó bật, nhấn này cái tắt. Đó. Em nhớ như vậy không biết có đúng hay không, em có thể coi đây nè. Nói chung là em cũng xài cái con này lâu lắm rồi mà nhiều khi nó quên. Đó, ở chế độ 24 giờ 10 đây nè. Đây nè. À, 24 giờ nè. Cái tải sẽ làm việc trong 24 giờ có nghĩa là nó tự động overload đồ này kia. Và tự động bật tắt đèn ha, tự động bật tắt đèn vào ban ngày ban đêm, có nghĩa là ra đầu vào nè. Đó, phù hợp cho những bạn mà muốn quản lý những cái vật dùng điện ban ngày ban đêm đó ha. Ban đêm thì bắt, ban ngày thì tắt á, thì chỉnh chế độ đầu ra lót đây. Thì hồi tới đây thì mình kết thúc video nha. Bạn nào đam mê thì hãy liên hệ, những bộ mà ngon bộ rẻ kiểu gì mình cũng có hết nha. Tấm pin này mọi người có thể lấy một tấm ha, lấy hai tấm tùy vào cái nhu cầu của chúng ta. Hệ 24 thì mọi người có thể gắn cái này tới 5 6 tấm. Đó, còn hệ 12 5 6 tấm nổi không ta? 5 tấm thôi, 5 tấm, 7 5 35, 5 tấm được rồi anh em. Đó, 4 tấm ha, hoặc là 4 tấm. 4 tấm dễ lắp chứ 5 tấm khó lắp. Còn hệ 12 thì anh em có thể xài hai tấm đó hoặc là ba tấm đó. Mắc song song là đưa vô con này xài. Rẻ tiền, có hư nữa cũng chả có gì để đáng tiếc cả. Tại vì con này có 200 ngàn thôi. Không, sạc. Hiển nhiên nó không có hiệu suất bằng mấy con MBT nha. MBT 9 mấy phần trăm nhưng mà con này mình nghĩ cao lắm là 6 mấy phần trăm là cao rồi. Nó chạy nãy giờ rờ nó cũng hơi ấm ấm. Con phét trong đây nó hơi ấm ấm. Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau.